cái đây là cái manh mối mà mình thấy được, cái là phải đi lần theo cái dấu vết thôi. Nói lên một hàng. À đây 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 đây, có người. Phải đi, hình như là mình đang gợi nhớ, là không phải gợi nhớ nữa mà là kiểu như ủa đằng kia đằng kia, kiểu như là nó tạo ra cái thời gian cũ quá khứ của cái chỗ này để chúng ta phải có cái nội dung gì đó. 665, à cái passcode là 665. À giờ mình hiểu rồi, có nghĩa là mình phải đi theo cái thằng đó lại này để có thể có cái code, là kiểu như là dùng cái khả năng của mình để dựng ngược thời gian lại để biết cái nội dung nó như nào. Ok, chúng ta ra khỏi chỗ này rồi nhé. Đi chuyện sao ra nào. Wow, lộn rồi. Đây, thằng này gục lẹ vậy. Skill xong được ta. Ủa sao tự nhiên tắt skill rồi? Ủa kỳ ta, có khả năng gì đặc biệt hay sao tự nhiên nó tắt skill mình luôn rồi. Không hiểu nữa, nhưng mà cũng không biết rõ tại sao nó bị tắt skill nữa. Shut down the Chronon Dammer. À, cái cục này nó làm cho mình mất hết skill rồi. Thậm chí skill nhìn tìm đường cũng không có nữa nè. Không biết phải đi tìm chỗ nào luôn nè. Somewhere else. Chúng ta phải đi theo cái dò sợi dây này nè. Tại nó cắn chỗ nào, chúng ta phải đi theo cái chỗ đó thôi, sao vậy? Not warning. Tắt nha. Nếu mày làm tao không sử dụng được cái skill của tao á. Mấy cái máy này tục ghê. Thì chứ nãy tự nhiên thấy cái máy skill tắt hết trơn luôn. McDonald's Cafeteria. Ủa sao tự nhiên cái đùng cái mình xuống tới đây luôn rồi, tột vậy. Advances SMG, có nên lấy không ta? Tactical SMG. Tụi nó làm gì cái này nha? Mình cũng không rõ nên mình có vẻ như không phải là một tốt. Và mình cũng chả muốn phải biết được một tốt hay không nữa. Wow, có lẽ mình vẫn nên bám cái chỗ này nó sẽ hay hơn đó. Lấy sạch cho nó đi. Tới giờ làm việc rồi. Wow, máy này liều quá nha bạn. Wow, chúng ta phải nạp đạn lại. Một thằng gục rồi. Chúng ta còn những hai thằng, một thằng bự và một thằng bé. Ok, chúng ta bắn cái cục đằng sau lưng của nó nổ ra. Thế nào cũng phải nổ, kiểu gì cũng phải nổ. Ây, má chết nhầm, toàn bộ đằng sau rồi. Má, ôi bắn ngay đầu mày mà không chết tiếp tục chứ. Má, cái thể loại quái gì vậy trời. Bắn ngay đầu rõ ràng nha, má xịt cho máu đầu ra luôn. Không suy nhớ. Mày nữa. Ngay đầu. Tặng những mấy phát luôn. Ui, thằng kia vẫn không chết. Vãi chưởng. Có phải tặng nó sạch gân quá. Đó, cái này không chết mới lạ nè, đó. Chuẩn luôn. Để chúng ta xong cái khu này đó. Mình không nghĩ là mình có nên. Mình giữ cái sạch gân thì chắc rồi đó. Nhưng mà mình không nghĩ là mình có nên cầm cái cây kia tiếp không? Cây này đạn cũng nhiều đó. Thôi cầm tiếp đi, chắc cũng không sao đâu. Phải ra khỏi chỗ này thôi. Không quá khứ, không có tương lai. Chính xác là thế. Có vẻ như vẫn có người không đồng tình với việc mà Monash làm những cái việc như thế này.
là không có quá khứ làm sao có tương lai được, đúng không? Vấn đề là get to the library, vô cái thư viện, tìm đường vô thôi. In order to patrol to the rooftop, you have men up there. Cô làm sao vô được bên trong ta? Nó chỉ tới đó hả? I got orders to patrol the rooftop. À rồi rồi rồi, thấy thấy có gì đó đi vô nè. Có cầu thang nhưng mà vẫn không thấy đường vô. Làm sao để vô nhỉ? Phải có cách nào đó. Quanh đây mà chúng ta có thể vô được. Mình nghĩ là cách này nè, đúng rồi. Mấy cây kè này vướng víu á. Thấy giờ mình thấy cầu thang là thấy nghi nghi rồi. Cái cầu thang này nó chói sáng quá mà nó đập vào mắt mà. Nghĩ sao không thấy được. Tất nhiên là nó phải có công dụng rồi. Nhưng mà nó nói rồi, không thể nào nó để không được. Thôi có gì đó. Rồi mà đèn vận chuyển hoàng gì đấy ta. Cứu cái thư viện của chúng ta. Oh. Ê ê ê ê, con bé kìa, bé kìa. Bét cái bét vẫn còn sống, nhưng mà trong cái thời điểm này bét tất nhiên là bét phải còn sống rồi. Tại lúc này mình vẫn chưa gặp bét và bét vẫn... Oh! Oh! Nhưng... Oh! Mình đang suy nghĩ tới việc giờ tại sao mình hiểu tại sao con bét nó biết mình rồi. Nhưng mà... Tại cái thời điểm này đáng lẽ ra nó vẫn chưa biết chứ ta. 2016 rồi mà. Tức là nếu mà 2010 mà nó chết là cái năm đó mà giờ 2016 nó xuất hiện rồi, tức là nó vẫn còn sống mà. Bằng một cách nào đó. Cho nên mình nghĩ bé không chết đâu nhỉ. Cho nên nó mới quay trở lại vì mình để giải cứu tất cả mọi chuyện. Ok. Vì là nó già, càng lúc càng già nữa hả? Già lắm luôn. Ồ, mình đi chạy nhanh đến mức độ mình bẻ cong được thì bẻ cong được đồ vật luôn nè. Đồ việc ngay. Nhìn xuống là biết cái thằng mập là thấy không có gì không ổn rồi. Và mình không thích cái điều đó. Trời, nó bắn mấy cái thùng này bể hết luôn á chứ. Không ngờ được. Chết đi mày. Mấy thằng giật sniper nữa chứ. Rồi mặt nó lên nữa chứ trời. Đó, quá đẹp, quá đẹp, cú này quá đẹp. Mày chắc phải quay lại. Chết đi mập, chết đi mập. Mập này nó phải chơi từ đằng sau. Ok. Một phát ngay đầu là chết ngay. Không chết đó con mày. Ăn shotgun gì mà không chết mới lạ. Không có mập rồi đó. Đó, làm dừng thời gian lại ra bắn sau lưng á. Ở thằng mập này mình phải bắn từ sau lưng nó mới chết. Chỉ cần 2-3 phát là chết liền à. Cho nên không khó để trị mấy thằng này. Xếp Will. Ok, chúng ta đang tới đi giải cứu Will này. Việc gì cũng phải từ từ. Ok. Tự nhiên không phải cái đường đó rồi. Ui, đi từ từ đó. Có đạn. Ok, xong. Đi tiếp. Nãy giờ chúng ta phải tìm đường vô cái... What the fuck? Bắn anh lần trước mà trúng anh lần sau không tục chứ. Thể loại mới. Đù, chết không cần tàn thay luôn. Má like a boss. Ê. Ây da, đau quá. Biết đâu mày. Không có chịu quá tới nữa. Ủa, không ngờ bắn hụt luôn á trời. Nó dùng skill mệt nghỉ luôn, ai ngờ bắn hụt. Ủa, sniper bắn phát vỡ siêu luôn hả? Có vụ đó nữa hả?
Ủa mình không ngờ là bọn sniper có phải bắn một phát mà vỡ tới mức kiểu siêu thời gian mà nó cũng bắn vỡ được nữa hả? Sao quá ông ta, bắn không tới. Phải dùng skill thôi. Đợi skill hồi lại rồi. Mẹ skill bay còn chưa tới nữa. Skill nó chưa bay tới. Sao quá. Đợi mặt mày tới đây bắn này hả ta. Ok, mày tốn đạn nhiều quá. Wow. Không đùa được, trời ơi nó bắn, gặp sniper bắn đấy chứ. Mình bắn không được sniper mà nó cứ bắn mình như liên tục vậy á. Khó gì vậy trời, tăng độ khó cho game hay sao á. Ôi không này bể nữa chứ. Sao dưới này có thằng sniper nữa vậy. Ôi sniper không vậy. Hay là cái gì hay sao, cái đèn chiếu hay là cái sniper vậy. What the fuck. Mấy này nó nhây gì đâu á, nhây lắm luôn. Đó, ngay sau lưng rồi mày. Bắn không chết nữa mới lạ. Nhưng chúng ta còn phải được một viên. Ừ, có vẻ sống sót nổi. Wow. Chúng ta cần có cái gì đó dự phòng. Bắn là sao cái backpack của nó. Gục ngay, nhưng mà vấn đề là nhìn ghét cái con sniper ghê luôn. Làm bay hết đạn luôn chứ. Live machine gun, ok. Đi tiếp. Thề anh mày không mà cho mày sống. Sống mà còn thay nha con. Má, mỗi hàng sniper là chết đặc biệt nhất rồi. Đó. Sao em. Ồ coi rồi. Cái sao sniper nào cũng khoái chơi mặc nguyên áo choàng nha. Mình không hiểu là sao nó lên The Division cũng vậy. Mấy hàng sniper khoái mặc áo choàng như mặc như đồ siêu nhân nha. Mặc đồ cũng như siêu nhân nè, nhìn cái kỳ đó. Phần này thì nhất thiết phải vậy là kiểu ngụy trang cái kiểu rồi đừng sao cho người ta không biết á. Xuống đây mà không ta. Chỗ đóng rồi. Hơi đường đi rồi. Rốt cuộc đi đâu. Đây khúc ban đầu nè. Enter the library. Ok, chúng ta vô tới the library luôn rồi. Để cứu Will. Will ơi, Will à, Will đâu rồi. Will ơi, Will! Will ơi, Will đâu rồi? À, có ai thấy Will đây không? À không, cái khúc mà mình cứu Will lúc mà thằng Paul nó chỉ súng vào Will. Wasn't fixed. Not yet. Does it work? Theory, yes. We gotta get back to my time machine. Gotta get us back to the time where you came from. No. Future. No. It's the only way. We need to stop the fracture here, in this time. Now. Oh, Jack, listen to me. The fracture wasn't fixed in the time where you came from. So fixing it here, it's always gonna fail. People are going to die, Will. You haven't seen what happens between now and then. No, but you have. What you have done. Has set in motion a chain of events that cannot be broken. Look, we don't know. And if it could be broken, it
could jeopardize the entire world. We get one shot at this. It's too much at stake, Jack. Look, I know the stakes, okay? Then you gotta let go, Jack. Everything you have done to get to this place is necessary. Trust me. The past is set, but the future isn't. We gotta go. This way. If what you said is true, then how do I save you? Nhưng mà tương lai thì chưa. Last second rescue. Lần cuối cùng và cũng như là lần thứ hai mình cứ giải cứu Will. Nó là anh trai hay em thì mình có gì xài từ Brother không thì mình cũng không rõ. Follow Will. Escape Riverboard University. Chúng mình thoát khỏi cái chỗ này. Gì đây? Ôi. Vãi vậy. Tức là trước đó là có một cái hình ảnh tranh vẽ nào đó. Và Wow. Nó sẽ thay đổi theo thời gian, tức là đã qua vẽ đó trước đó rồi và tới năm bao nhiêu bây giờ thì nó tàn phai rất là nhiều. Còn gì không ta? Chắc gì hết quá. Follow Will. Đó đồng nghĩa là phải giết mấy anh này đâu nha. Thôi giết luôn đi. Suy nghĩ hoài cũng kỳ. Ôi mấy này đúng nghĩa mắc đại bàng luôn á trời. Mình chưa tới, mình chưa gây lộn đậy gì hết mà nghe nó thấy mình luôn. Không thể tin được. Mấy này thuộc thể loại gì rồi? Đó, mày hả mày? Mày hả mày? Này thì phát hiện nè con. Đợi anh Will tới là xong rồi đó. Mình nếu như người đi dọn đường nó tăng cơ vậy á. Ok. Bây giờ mình sẽ nhường cho Will đi trước rồi. Mình chỉ giải quyết những chuyện, những cái thằng như thế này xuất hiện bất thường thôi. Chúng ta không thể nào mà liều mạng cứu họ được. Nó vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đã khi nói trước đó rồi đó. Chúng ta không thể nào thay đổi được. Tại vì nó đáng giá nữa mà. Chúng ta phải trả giá bằng mọi thứ cho nên không thể liều mạng như thế được. Tới bây giờ sau nếu mà các bạn coi phim mà Butterfly Effect, cái hiệu ứng cánh bướm ở phần 3, các bạn sẽ thấy có hàng đi ngược về thời gian để xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Và tới khi mà nó có một cái rule luật gọi là không được thay đổi tất cả mọi thứ, để nó giữ nguyên như cũ, chỉ giúp đỡ tương lai thôi. Tại mọi chuyện quá khứ đã định sẵn rồi, tại chỉ cần một cái sự thay đổi nhỏ nhoi trong quá khứ nó dẫn dành ảnh hưởng tới một cái vấn đề lớn trong tương lai. Đó là lý do tại sao mà mình đọc, nếu các bạn nào đọc giả thuyết của hiệu ứng cánh bướm á, thì các bạn thấy là kiểu như chỉ cần một cái cánh bướm đập thôi mà có thể gây nên một sự động đất hoặc một thiên tai. Rất là đơn giản, hiệu ứng cánh bướm thôi. Nếu các bạn nào đọc rõ hơn thì sẽ rõ thôi. Nhưng chỗ này thì mình không nghĩ là có những hàng đặc biệt như Treasure Knot hay gì đâu. Hàng đặc biệt bình thường thôi. Ê, giờ mình...
Ok, chương 5, phần 3 có lẽ là phần cuối rồi. Giờ có lẽ chúng ta sẽ về quá khứ hay là cái gì đó để ngăn chặn tất cả mọi chuyện và ngăn chặn cái fracture xảy ra. Và có lẽ chúng ta sẽ cứu được mọi người, kể cả Beth. Mong là vậy. Tại đó là cái nhân vật mà mình rất là thích, các bạn như đó mình nghĩ là có tình cảm với thằng Jack Joyce. Thấy nắm tay hoài mà không làm gì hết à. Đó, tệ ghê, thằng này tệ thì mới gặp mình là mình quất luôn rồi. À, thanh niên gì yếu keo vậy liền. Không sao, để coi nha, tình... Ủa, thằng quay rồi. Má đi qua đây xong trốn đâu vậy ông nội? Tiện đâu ra suốt đây vậy? Giờ sao? Vô đây phải không? Mình cứ tưởng nó đi lên lầu vậy. Jack, a hand, ok. Vô nha, 1, 2, 3. Vô. Tiếp. Mạnh vô. Rồi có gì đó trong đây nha. Cái nơi này là Beth đã ở, không biết nó còn ở đây không nữa. Mình nghĩ mọi chuyện nó sẽ vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà không biết nó, mọi chuyện nó sẽ đi như thế nào thôi. Thật buồn như thế thôi. Beth ăn nguyên đạn buồn ghê luôn. Mình rõ ràng cái kiểu đó mình không hoàn toàn không nghĩ đến luôn á. Không ngờ là nó như vậy. Đấy, ngoài tầm kiểm soát coi. Ok. Ôi, cửa mở ra nè. Cái thằng này có cách đi nhanh hơn tí. Gì đây? Sao giờ bắt đầu nó có vẻ như không ổn mà. Có vẻ không ổn nha. It will be a little past the point you were. Khi mà chúng ta bước ra khỏi cổng kia, chúng ta sẽ trở về quá khứ. Và... But before time actually... Có vẻ như Monash biết chuyện này rồi. Và họ giống như là bậc thầy trong việc làm cái này. Và thật sự là họ là vậy á. Là những cái kiến thức mà họ có được đều ăn cắp từ thằng này. Và mình đáng lẽ ra mình phải... Oh shit. Quan tâm về cái đầu ra của mình hơn là đầu ra của nó. Đứng mẹ luôn, defeat the Monarch troops. Wow. Nhiều vừa mới ra địch không vậy? Wow. Má, súng đạn đâu hết rồi. Má, người mình đỏ lẹ luôn vậy. Một em rồi nè. Còn một đống nữa. Wow. Mấy này nó có thể khả năng hay giờ kiểu như là thoát khỏi cái vụ mà làm dừng thời gian, cho nên có bạn không xin dây nó lắm. Ok, để mình xử cái thằng này đi ra. Chết đi mày. Không chết được tao con mày. Will đứng yên luôn rồi. Má thật sự để sẵn một băng đạn chỉ đang riêng cho mấy thằng này đó. Rồi, giờ còn ai đúng không? Mình vừa thấy một cái súng đâu đây. Quanh đây, đúng rồi. Chính xác là vậy. Shotgun. Semi-auto và shotgun. Assault rifle. Assault rifle cũng được. Đủ xài. Tại cái này hết đạn rồi. Defeat the Monarch troops. Mình tưởng mình giết hết rồi chứ. Giờ mới hết nè. Officially hết. Chúng ta phải cứu Will ra khỏi cái destruction, cái chỗ này. Cái chập. Forget Will, Jack.
However he came to be here, he's done. It's over. What's going on, Paul? You look fucked up. Even by your fucked up standards. You took the CFR, Jack. I took it back. I don't care how messed up you are, Paul. You're not taking it from me. I don't want it! I just want it gone. Forever. Gone? What about your survival plan? Fuck the life, boat, Jack! We're just gonna let the clock run out on this and be done with it. Ok, chùm cuối đã tới. Nó dắt cả đồng bọn tới nữa nè. Bỏ một thằng tới, đã xong. Chết mày. Bắn chỉ lên đầu nó bắn như thế này. Đâu rồi, vừa mới thấy đâu rồi. Wow. Thanh niên này lời lẽ rồi. Ủa, té xuống dưới luôn. Đó, chết rồi con. Rồi, còn thanh niên nữa. Ê, nạp đạn. Ê, lấy cái súng này được không nè. Mình lấy hút thích cái súng của tụi này hơn. Tại nó bắn liên tục với lại nhanh. Wow, nhanh vậy bạn. Mà hết đạn đúng lẹ luôn nhá. I try to be your friend, Jack. No, you're not, man. Wow. Ông kích nổ gì ghê vậy? Má phải bắn ổng thôi. Má, nữa rồi. Mỗi lần được cái shield nó down á, là mình có thể bắn được ổng. Mà muốn bắn được ổng là phải chơi lớn. Phải giết hết đám này mới chơi được ổng. Và không có dễ, điều đó không dễ, hoàn toàn không dễ. Má, khó thiệt. Ủa con gì vậy trời? Thế boss rồi. Wow, mém nữa chết. Trời ơi. Nãy chơi liều quá, quá liều. Nãy liều thiệt nhưng mà thằng mặt nó vẫn chưa chết thì sao? Ừ đúng rồi, mặt vẫn chưa chết. Liều quá. Quá liều. Defeat the Monarch troops. Ok. Một skill lên đi ngược thời gian rồi các. Chúng ta đi vào đằng sau lưng là để bắn đằng sau lưng của thằng này. Ồ, mém đi chết. Này thì bắn bố mày nè. Vẫn còn một thằng. Wow. Cái kiến thành như thế này. Ồ, chưa chết nữa hả? Căng não gì? Phải có đề vẫn chưa, nó phải thay đổi cái dòng chữ Defeat the Monarch Troops. À, vẫn còn thằng tốt đằng kia kìa. Nó sao quá. Sao quá. Wow, cái chỗ này nguy hiểm quá. Phải kiếm cái chỗ nào khác thôi. Wow, tại ông thường ông hay kích nổ lắm. Ông này ông khó tin lắm. Wow. Phải bắn ổng thôi. À, căng quá. Cái shield vẫn chưa xuống. Tức là ổng vẫn còn cho nổ nữa. Má nổ gì nổ lắm vậy ổng nội. Suy vẻ chưa. Wow. Chạy. Má, ta chưa muốn chết giờ đâu. Wow. Ổng gục rồi.
Never mind. Tell me later. We got work to do. Ok, nếu mà là mình hàng anh của này chắc cũng cũng sốc lắm ha. Vừa mới đi ra hỏi cái này là ông này chết tại chỗ mà nằm tức tưởi luôn. Ai, tội thiệt. Thế cũng tội mà thôi cũng kệ ha. Chết rồi, máu chưa dính xuống dưới đất nữa nè. Ok. Đường lần nào cũng chết rồi. Coi như vĩnh biệt. Quên rồi. Chú đâu rồi? Ủa, vô chỗ này. Như quẹo ngược lại sao đi tuốt này à? Không, không có nước chạy bộ hay sao ta? Wow 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 wow. Thằng Will nó mất tiêu nữa rồi. Mát mỗi lần mình đi cái hồi hồi mình lạc luôn à. Và cái trưởng thì vừa mới thấy nó đâu đây mà. Ai, thanh niên đi lẹ vãi mà gặp mình nó không chạy được mấy tục chứ. Bình thường chạy nhanh lắm mà. Qua chỗ này chúng ta mình nghe cho chỗ này đi à. Ủa không phải, không phải. Nghe nhầm, xin lỗi xin lỗi. Đấy lại là mình phải đi theo nó lại. Nó đi nó không thèm dừng đi lại, nó giờ cái cốt truyện cũng không thèm báo luôn mới ghê chứ. Đây ra là nó phải nói cái gì đó. Follow Will, Will đâu rồi? Chú đâu rồi? Đi như tên lửa đi á. À, phóng lẹ quá. Ủa, đâu có teo ơi. Vãi chừng. Mấy thằng này đứng dưới này là mình không thấy luôn mới tục chứ. Đi nguyên một vòng làm tìm chết mẹ. Mỗi lần muốn đi tham quan tới mà mấy hàng này chạy như điện giật chứ. Mà game thì cũng chả thông báo nó đang đứng ở chỗ nào. Bó tay. Countermeasure. It stitched time back together everywhere. The destruction couldn't be undone. The lives we lost were real. But we fixed it. Jack. Will. Clocks kept on ticking. Come on. Come on. I think we just saved the universe. Yeah. Where's Paul? He's dead. He's gone. I don't know. It doesn't matter. Will, he was wrong about everything. Was he? Will.
The countermeasure worked. Whoa. Countermeasure burned out. The Maya Joyce field should be stable now. Of course, I'll have to run a few tests to confirm. But this... Well, there's no reason to believe that the fracture isn't over. One more question. Paul Serene's entire philosophy was that time is a set path, and nothing can be changed. At the time, you obviously disagreed. But after everything you've seen and done, we need to know. What do you believe now? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you. Và hiện tại là mình đã xong từ game Quantum Break. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì mình đã up rất là đầy đủ, ngày nào cũng có cho các bạn coi. Thì mình mong là các bạn sẽ có cái ấn tượng tốt hơn về cái cách làm việc của mình và cái nội dung game như thế này. Thì cái đó sang một bên thì mình thấy, nếu mà cảm nhận thường sau mỗi cái một cái series thì mình thấy nay nói cảm nhận của mình về từ game. Thì nói sao nhỉ, game này nếu mà mình được chấm nha thì mình chấm được khoảng 7/10 điểm. Đó là tại sao mà mình nghĩ là game này là khoảng 7 điểm. Nếu mà đồ họa với cái kiểu này là đẹp thì mình thấy nó rất là ok, không gì phải gọi là bàn cãi nữa. Cái điều mà duy nhất mà làm mình thất vọng á, đó chính là cái độ dài của game cộng với cái đồ họa của nó. Ở với cái vẻ mặt cái đồ họa kia, mình gọi là cái resolution của nó, cái tỷ lệ nơi đó sao ta, cái game này chỉ chạy tới 720p thôi, HD thôi. Thực chất thì lúc đầu và 30fps thì thực chất lúc đầu mình cũng tính quay 720p và 30fps, thì nhưng mà mình thường là mình quay 1080 60fps, thì thường là game này nó chỉ đèn tại bàn coi là upscale lên 1080. Đó là lời mà thấy là những game mà đáng lẽ là Xbox One có khả năng dư sức chạy được 1080 thì nó lại làm không được. Nhưng mà bù lại thì theo mình thấy là một số thông tin đó, thì nhà phát hành cũng đã hy sinh rất là nhiều thứ để có thể làm được cái điều đó, để có thể điều khiển những đồ vật mà giật cái kiểu, hoặc là làm những cái hiệu ứng này nọ. Nó tốn rất là nhiều thời gian và rất là khó khăn để làm, cho nên có thể là chấp nhận cho qua được, tại vì 7.20 không quá xấu và đã được upscale lên 0.0 rồi, nhìn cũng tạm chấp nhận được, cho nên mình cũng không nghĩ đến nỗi nào. Còn về nội dung mình thấy nó khá là hay, và các bạn nào chưa chơi và nếu các bạn nào muốn chơi lại sau khi coi cái series này xong thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên mua được game này, tại vì nó có rất là nhiều cái kết cục khác nhau. Mình nghĩ là vậy thôi, tại vì những cái gì mà mình dẫn đến đó, nó đều ra một cái kết cục khác, mình nghĩ là vậy. Tại vì nó cho nhiều cái sự lựa chọn, các bạn có thể sự chọn lựa để có thể thay đổi cốt truyện, và nó sẽ ảnh hưởng tới sau này, nhưng mà mình không rõ là sẽ ảnh hưởng tới một mặt như thế nào. Thì như các bạn thấy thì hầu như những cái gameplay thì nó vẫn giống nhau hoàn toàn thôi. Nó chỉ khác cái phần cutscene là sau này nó sẽ khác nhau ở chỗ là bạn có unlock được cái gì hay không, hay gì dù vậy, hoặc là những cái cutscene lạ hơn, khác hơn. Cái đó mình cũng không rõ thôi. Và nói chung quy thì mình nghĩ game này hay và đáng chơi.
Có điều duy nhất là game này hiện tại đang là độc quyền của Xbox One và PC. PS4 là không có, tại cái hãng này hãng của Microsoft, hãng con, công ty con của Microsoft làm, giống như là 343 vậy á, hoặc là giống như Santa Monica của PS4 vậy á. Thì đó, nói chung là vậy. Thì game này hay và mình chỉ nói vậy thôi. Và mình sẽ nói luôn là cái lịch trình của mình sắp tới thì có lẽ mình sẽ tiếp tục quay The Division. Như các bạn cũng đã biết rồi, thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp tục với The Division, kiểu như ba cái này nọ cộng với để coi nếu mà clip này mình quay trước khi ngày 12 tháng 4, cho nên mình nói như trong khoảng thời gian mà up lên á, mình sẽ up theo ngày, nhưng mà mình quay trước 12 tháng 4. Và trong khoảng thời gian đó thì 12 tháng 4 The Division sẽ có cái update mới là Incursion, cái DLC đầu tiên của The Division. Thì mình sẽ quay cái đó, tại vì đây là cái update đó là mình rất là mong đợi và nó có sự thay đổi của rất là nhiều về mặt khác nhau. Và mình đang rất mong đợi chơi và mình cũng mong là các bạn ủng hộ mình trong cái clip đó. Và mình thấy cũng rất là nhiều bạn thích cái The Division của mình, và tại mình làm cũng hơi có tâm tí là mình cũng chơi rất là nhiều. Tại mình thấy rất là thích cái game đó và mình cày rất là nhiều, hầu như là so nhanh hơn, nhanh nhất so với những người khác, tại vì mình cày lên tới 50 mà Dark Zone trong khoảng thời gian rất là ngắn. Rồi mình còn chỉ tùm lum la, nói chung là nhiều cái bí quyết làm sao các bạn kiếm được đồ vàng. Tại vì họ trong khoảng thời điểm hiện tại là mình kiếm được đồ vàng rất là nhiều. Và trong 12 tháng 4 sắp tới là nó còn có cả đồ xanh lá cây nữa. Đồ xanh lá cây mới nha, chứ không phải đồ xanh lá cây cũ là đồ cùi cùi đâu. Đồ xanh lá cây mới còn mạnh hơn cái đồ vàng nữa. Thì có lẽ là mình sẽ đi chung với bạn của mình tiếp để có thể kiếm được đồ xanh lá cây, để có thể cho các bạn coi nó sẽ mạnh như thế nào, hoặc là đưa những cái nhận định của mình về cái đồ hoặc là cái plot out của mình sẽ như thế nào. Cái đó cũng là những suy nghĩ của mình thôi, nhưng mà tới lúc mình làm mình sẽ nói rõ cụ thể hơn. Và quay trở lại với Quantum Break thì như nãy mình cũng nói là game này không hề dở và nó cũng rất đáng để chơi, nhưng mà với cái giá 60 đồng thì mình thấy cũng tạm ổn thôi. Với các bạn thời lượng chơi, các bạn chơi khoảng được 6-7 tiếng và khá là gì cũng ok, cũng được rồi, chứ cũng không hẳn gọi là hợp lý là cho lắm. Nếu bạn nào chơi Xbox One thì mình nghĩ các bạn vẫn nên chơi từ game này. Các bạn sẽ được tặng một bản Windows 10 miễn phí. Thì mình biết là vậy, là các bạn sẽ nhận được qua code, qua thông qua message bên Xbox hoặc là email nếu các bạn nào có đăng ký. Dạ thôi, dễ dàng là vậy. Và có lẽ là mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái series tiếp theo. Thì cái lịch của mình á là tháng 5 là sẽ có game Uncharted 4. Và là trong tháng 4 thì mình cũng không rõ là mình sẽ còn game gì nữa không. Nhưng mà trước mắt là mình vẫn như nơi các bạn cũng đã nói thì mình có là The Division, cái DLC mới của The Division là Incursion đó, như là mình cũng đã nói. Thì mình cũng đang xem xét một số tựa game như Ratchet and Clank, game này có thể nói là huyền thoại của PS4. Nhưng mà cái bản này là bản reboot. Nhưng mà mình lại không nói cái kiểu gì này cho lắm, nhưng mình cũng không biết mình có định quay không. Rồi một số game khác nữa. Và hiện tại tháng 4 không có nhiều game hay lắm, cho nên mình cũng không quay nhiều làm gì, cho nên mình vẫn tập trung một số thứ thôi. Và nếu các bạn nào muốn coi thêm một cái series nào khác nữa thì bạn hãy nói cho mình trong phần comment phía dưới, mình sẽ xem xét và quay cái game đó. Thì trước mắt mình còn tính quay cái NBA 2K16, NBA 2016 á, tại game đó nhìn khá là đẹp và chơi rất là đã. Và có lẽ mình sẽ chơi trên PS4. Và cũng nói thêm là các bạn nào muốn chơi với mình trên PS4 mà chơi The Division thì các bạn cứ nhắn, nhưng mà đừng có spam nha, ok? Và có lẽ tới đây là mình sẽ tạm kết thúc và hẹn gặp lại các bạn trong những series lần sau. Và nếu như bạn thích hãy like và subscribe, là rất là ủng hộ và rất là khích lệ, động viên mình để làm thêm nhiều video clip nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt thời gian qua với cái series Quantum Break từ lúc ra mắt tới giờ. Và mình mong là trong những cái series sắp tới thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình như thế này. Mình rất là cảm kích. Và chào tạm biệt các bạn. You've been very patient with us and very helpful. Thank you. Yeah, well that patience is starting to wear pretty thin. Of course. Right outside. Mr. Joyce. Finally. Thought you wanted to talk, not get my life story.
Well, you were at the heart of all of this. And you can understand our need to find out exactly what happened. I heard it's all being pinned on Paul. It's quite the feat. Paul Serene always danced to his own tune, you know that. He and his delusions did tremendous damage to Monarch. But we can still salvage this company. We could use a man like you. It's not the same Monarch you know, Mr. Joyce. Your exceptional qualities are obvious. And we both know you have certain needs our expertise could help with. We can help each other.